Chào mừng bạn đã quay lại với chuỗi video bài học phát âm tiếng Anh cơ bản. Và trong video này chúng ta sẽ học những âm ngắn, những cái âm short của tiếng Anh còn lại. Và thầy sẽ cho các bạn rất nhiều ví dụ để các bạn cùng luyện tập với thầy. Thứ nhất thì chúng ta sẽ học âm short E của tiếng Anh. Ok, short E của tiếng Anh đọc là E, E, E. Ok, get E. Nó không phải là E mà là E, E, E. E. Thầy sẽ có một số ví dụ cho các bạn. Các bạn nhớ cái khẩu hình miệng của thầy. E. 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 Chúng ta có số ví dụ egg. Egg. E. Egg. E. Egg. E. Leg. 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 E. Sled. Sled. E. Step. Step. E. Tent. Tent. E. Bed. Bed. E. Fed. Fed. E. Red. Red. E. Nest. Nest. E. Rest. Rest. E. E. Vest. Vest. E. Web. 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 E. Get. Get. E. Jet. Jet. E. E. Met. Met. E. Set. Set. E. Pet. Pet. E, E, pen, pen. E, ten, ten. E, man, man. E, hen, hen. E, fell, fell. E, well, well. E, sell, sell. Đó là chữ E của tiếng Anh. E. À, nó hơi ngắn tí xíu. E. Chứ không phải là E. 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 Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập một chữ nữa là short I của tiếng Anh. Đọc là E. E. Thì khi các bạn đọc cái chữ này, cái miệng các bạn không được cụp kìa. Nó đọc là E. E. Nó giống như chúng ta đọc cái chữ I, A, I của tiếng Anh. E. 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 À, cái chữ kia là short e là e, còn chữ này là e, hơi gần giống nhau một xíu. Thầy sẽ có một cái video để giúp các bạn phân biệt những cái nguyên âm này của tiếng Anh, nhưng mà đó là những bài học ở sau nữa. Hãy tiếp tục với chương trình, thầy sẽ giúp các bạn phân biệt được những nguyên âm này của tiếng Anh. Rồi chúng ta sẽ đọc e e e, để ý khẩu hình miệng của thầy, không được cụp kìa. E, không được cụp kìa cái miệng các bạn. E e. Ok, ví dụ thứ nhất. E. Dig, dig. E. À, lưu ý nó đọc giống như i a i của tiếng Anh các bạn. E. Dig, dig. E. Pig, pig, pig. Dig, pig. À, chữ này không phải đọc là piết, không phải đọc là piết giống như một số bạn hay đọc, mà nó đọc là e, e. Pig, pig, pig. E. Wig, wig. E. Wig. E. Dip, e. Dip, e. Dip, dip. À, không phải là deep mà là e. Dip, 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 dip. Tiếp theo. E. Hip, hip. E. Hip, hip. Tiếp theo. E. Lip, lip, lip. E. Ten, ten. E. Ten. E. Pen, pen. E. Pen, pen. E. Win, e. Win, e. Win. À, e. Did, did. À, chữ này không phải là did mà là e. Did, did, did.
Head. Lead. Milk. Milk. Silk. Silk. Swim. 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 List. 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 Sit. Sit. Không phải là seat mà là sit. 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 Bit. Bit. Các bạn lưu ý chữ F ha. Fit. 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 Ha. Fit. Hit. 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 Pit. 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 Fell. 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 Kill. Kill. Pill. Pill. Well. Well. Đó, đó là chữ short I của tiếng Anh. Hy vọng rằng các bạn sẽ luyện tập cùng với thầy để các bạn thực sự có thể phát âm được cái chữ này. Nó đòi hỏi một tí xíu sự luyện tập của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chữ tiếp theo là short O của tiếng Anh, đọc là R. R. Chữ này rất là đơn giản các bạn. Các bạn hãy tưởng tượng mình để cái miệng của mình giống như quả trứng gà, nhưng mà trong đầu của mình thì đọc chữ A ha. Cái miệng thì đọc quả trứng gà, nhưng mà trong đầu đọc là R. 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 Thầy có một số ví dụ cho các bạn. R. God. God. R. Nod. Nod. Sod. Sod. Hop. Hop. Mop. 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 Top. 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 Pop. 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 The plop. 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 Dot, dot, dot. Got, got, got. Cut, cut, cut. Stop, stop, stop. Không phải là stop mà là stop, stop. Jog, sorry, jot, jot, jot. Not, not, not. Fox, fox, fox. Ox, ox. Box, box. Mom, mom. Mob, mob. Rob, rob. Sob, sob. Đó là chữ A của tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại short U của tiếng Anh, đọc là A. 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 Chúng ta có A. Cub. Cub. A. A. Tub. Tub. Các bạn lưu ý, rất nhiều bạn nhìn thấy cái chữ này là chữ U, nên các bạn đọc là tub. U, tub, nó không phải là U. Mà cái chữ U này, nó thường thường, cái chữ short U này, nó thường thường nó đọc thành chữ A. Các bạn lưu ý ha, giống như chữ A của tiếng Việt chúng ta. A, A, chúng ta đọc là cub, cub. Chúng ta đọc là tub, tub. Tiếp theo, A, rub, rub. A, bud, A, bud. A, bud. A, mud, mud. A, run, run. A, sun, sun, sun. A, cup. Ha, chữ này không phải là u cup, không phải là cup, nhiều bạn đọc nó là cup, nhưng mà nó là a cup, cup, cup.
pop, a buzz, buzz, a butt, butt, a cut, cut, a nut, nut, a bug, bug, a hug, hug, a mug, mug, a tug, tug, a puff, puff, a cuff, cuff, a gum, gum, a jump, jump, a pump, pump, a dump, dump. Đó, đó là tất cả những âm long, sorry, đó là tất cả những âm short của tiếng Anh. Chúng ta có 5 âm short của tiếng Anh. Ok, thầy sẽ gặp bạn trong những video bài học tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của thầy để cập nhật những video mới nhất. Bye bye.